gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em? Dạ anh Quyền Linh. Rồi, mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả ở đây, một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng, tức là anh làm vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại như em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng, ví dụ như anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. Từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái địa vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nhưng mà em đi Hải Dương rất nhiều. Thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là cũng có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ dạ. Đang run đúng không? Dạ. Rồi, thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn, em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền, nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. Rồi bây giờ nếu mà tiền mà được thì chừng nào em muốn, chừng nào mới đám cưới? Cái đó là còn phải do hai người là có thể có thực sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân được không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nói lẹ dữ vậy em? Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói á, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Em nói nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái đấy chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không ai chê trách mình, đó là bây giờ thời. Mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, cứ yes no được rồi. Sorry, I forgot about that. Lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Không cần giải thích, chị vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là miễn sao mà em nhìn thấy em rung động em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? Vâng. Ít thật vâng. Rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes. Rồi được. Anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết. Từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng
cần là nhìn được là được. Quan trọng gì tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? À dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Khắc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến bây giờ mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Dạ, dạ, vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để sớm tiến tới hôn nhân bị gì. Cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Dạ. Vậy cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Anh có này xin tặng. Từ khi em đến mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tim tim cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng ha ha. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời ha ha. Xin gửi đấy một trái tim chân thành tới à. Lấy cảm tình liền thấy không? Thôi tưởng đâu giọng hát đang cường vô. Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận thế nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à. Anh rất là chững chạc luôn chứ. Anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây lại thấy còn xinh đẹp hơn nữa, thì rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy. Không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi. Bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh, sinh anh rồi đến cha nuôi anh, độc người tốt không à? Không có hai sự ấy rồi. Được mọi người rất là yêu quý. Mình có ngại là yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó. Thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn. Tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận ấy, là em chấp nhận. Còn anh chấp nhận rồi đó. Thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần. Ít quá vậy. Bởi vì là đang nó hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá thì ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à. Sao em muốn một tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần. Nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp, là hợp lý. Một lần được không? Được, xong mình cố gắng để đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì nói anh với vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống như mình. Việc của anh thì giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là những đèo đường Phú Sa hồi đó đẹp trai lắm. Để cho sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Tại giờ đến bây giờ rồi. Thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á. Cũng kỳ
Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất, năm hai rồi cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em so, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại sao còn không? Mà tại sao anh Quyền Linh thì anh hên, anh cũng rất là khổ, nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn, thích là ở Bình Dương em làm, hay thích Sài Gòn, hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy, mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh, hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình. Mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là... Tuyệt vời rồi gì nữa. Từ khi mà lúc mở màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy, thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok, là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó đúng vậy không? Mới được.